Em mùng 10 bắt đầu. Mùng 10 bắt đầu dỡ cái nhà ở xưởng xong rồi đi xuống Nam Định dỡ cái nhà gỗ. Đẹp phết đấy chứ nhỉ. Làm theo lối này thì hai cái buồng này mình lắp điều hòa thoải mái này, đúng không? Tại vì gần như cái vách này của mình là kín hết đúng không? Anh thiết kế hai cái buồng này anh đổ trần luôn à? Hai buồng này anh đổ trần luôn à? À. Thì hai buồng này là coi như là anh lắp được điều hòa luôn đúng không? Đúng rồi. À đây. Chân này. À đổ trần luôn ở trong hai cái buồng này luôn đúng không? Đúng rồi, mình để mà mình lắp. Mình vẫn làm vì kèo ở trong này, còn ở trong thì mình đổ trần. Không, các bạn anh đấy nó rộng quá, nghe không? Thì à, rộng quá. Vi keo chia làm hai buồng luôn ở đây đúng không? Chia hai buồng cho con nó học hành. À, thì cũng được. Còn trong buồng anh lắp điều hòa luôn được đúng không? Ừ, ba gian. Coi như nhà trần đúng không? Coi như nhà trần luôn. Nhưng mà ngoài nó bật 5 gian. Được đấy, thì kiểu này hay đấy. À, kiểu này là thế thì phải làm cái buồng nó phải rộng đúng không? Buồng này anh làm 3 mét à? 3 mét sử dụng luôn. 3 mét sử dụng luôn đúng không? Nếu mà phủ bì thì phải 3m2. 5 mét. 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Cả à. Ừ. Cái này anh làm là lòng nhà của mình là 5m2. 5m3. Hơn 5m3 lòng nhà đúng không? 5m3. Mẫu này đẹp mà. Mẫu này cái tính năng sử dụng nó nhiều. Đấy, tính năng sử dụng kiểu mẫu này nó nhiều. Vừa nhà thờ vừa nhà ở luôn. Xoan hết, đa số là xoan hết. Có hai cái quái giang là xến, hai cái câu đầu rổi. Còn lại là xoan hết. Lắp cửa bước bàn nữa là xong đúng không? Đẹp đấy, mẫu này đẹp đấy. Gian này là 2m6 à? Không được. 26 gian giữa thôi đúng không? 3 gian 26 mô tất. Đẹp đấy. Mới cứng luôn đúng không? Làm mẫu này được đấy. Làm mẫu này ngày xưa chính nhá, ở vùng Hà Tây mình là hay làm cái mẫu này, chỗ này là ngồi tường là hay làm phổ biến này. Phổ biến hai cái mẫu đấy là ngồi tường này. Đấy. Thì là cái hiên này của mình phải được 2 mét anh nhỉ anh Lân nhỉ? 1m8 sử dụng đúng không? 1m76. Thì máy chảy của nó là bao nhiêu đó? À vâng. Tức là cái đường dây này cột cao nhỉ, cột này về 4 mét nhỉ, hơn 4 mét. Cột cái của anh phải hơn 4 mét chứ đúng không? Gần 5 mét rồi. Cao nhỉ. Cột cái làm cao nhỉ, cao nhìn cái nhà nó thoáng. Dạ tàu này phải 23. 2m55. Cao cao đúng rồi, dạ tàu cao thì cột cái bên trong nó phải cao lên đúng không? Đẹp đấy. Hoành to nhỉ, hoành này phải 10, 12 nhỉ? 11. 11. 3 gian. Cột này đúng rất là đẹp luôn nhé, các bạn nhìn nhé. Bức này là lắp thêm cửa bước bàn này là đẹp rồi. Xoan hết. Anh em tham khảo nhá. Đẹp đấy, mẫu này đẹp đấy anh Lân. Mẫu này phổ biến, em thấy mẫu này là nó cũng không quá nhiều cột ở trong nhà nhá, mà vẫn là cái dáng nhà cổ truyền của mình. Đấy. Ít cột thôi nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp. Nóc anh làm bằng mít à? Nóc mít đúng không? À tàu xến đúng không? Đúng rồi, tàu xến thì mưa nắng thì nó bền hơn. Quái giang này xến này, yeah. Đẹp đấy. Vâng, cái quái giang này chịu lực. Thực tế cái quái giang này mít là làm cũng hơi kém. Chỉ có xến với lim là thích nhất. Hai cái thằng đấy là xến với lim là thích nhất. Nó chịu lực, nó gánh. Vâng, trốn cái cột cái chỗ này thì nó sẽ rộng hơn. Tổng ví dụ nhà của mình tổng là có 6 cái cột nguyên thôi đúng không? 6 cái cột nguyên bản cộng với cả hai cái cột nửa ở đây. Hai cái cột nửa ốp ở đây, còn cái hàng này là cột có thể làm cột đá hoặc là cột xi măng. Một là cột đá, hai là cột xi măng.
Riêng cái cột cột quân này của mình là cũng phải cao đến khoảng là 4m hay cái gì nữa. 3m7, 3m8 đúng không? 4m15 à? Bốn mét 15 cơ à? À. 4m85. Cao nhỉ. Này chỉ lót một lượt mỏng thôi đúng không? Yeah, nhìn đấy. Cái này mới lót một lượt mỏng thôi đúng không? Ừ. Không cần để màu nhỉ. Đẹp đấy. Nhìn cho nó đều gỗ thôi đúng không? Đẹp thật. Làm kiểu này đẹp đấy. Làm kiểu này của nó được đấy. Đẹp đấy. Cũng không ít tiền đâu, làm lên cũng khối tiền đấy, chả ít đâu. Mẫu này nhìn vào cái nhà xoan nhìn nó sáng kìa. Đẹp đấy. Biết đâu về đang lên lại khối ông đặt hàng nhỉ. Yeah. Em rủ em này, mấy cái nhà lim cũ. Mẫu này cũng như là mẫu này của anh đẹp đấy. Một cơ bản mẫu này là các cụ mình làm nhiều từ ngày xưa rồi. Mẫu này đẹp đấy. Nhìn mẫu này nó được hai cái trong này, mình sử dụng hai cái buồng trong này thì như là nhà ấy luôn. Như hai cái phòng ở đây luôn, cũng rất là tiện. Cửa này mình đóng bật điều hòa thoải mái nhỉ. Yeah. Không ảnh hưởng gì cả. Hai phòng dùng điều hòa thoải mái. Ở ngoài này mình vừa, đúng rồi, không gian sinh hoạt chung hoặc là tiếp khách, phòng thờ đẹp. Đẹp đấy. Đá này đặt ở đây luôn đúng không? Yeah, đây là có đá luôn. Đá trầm đấy, chỗ chưa trầm đấy à? Được đấy. Mẫu hàng hiên này là đục kỹ thuật hơn ở trong đúng không? Có cái bóng đèn này đâu, nhìn nó không được rõ lắm. Tắt. Nó nhìn nó bị chói. Nhìn nó bị chói mất cái đấy. Nhìn này nó vẫn sáng này. Nhìn nó vẫn sáng vẫn đẹp này. Đẹp đấy. Mẫu này của nó đẹp đấy. Dùi này anh đục váy đục tay đây. Đục máy hết đây đúng không? Dùi hai lớp đục máy. Sơn xong mới đi đục đúng không? Thì nhìn nó mới nổi cái nét chữ. Đúng rồi, nhìn nó nổi cái nét chữ nhìn nó mới đẹp được. Vâng. Đẹp đấy.